Trước đây ấy, thì mỗi bữa cơm của gia đình mình nó thực sự là nó như một cuộc chiến luôn, phải nói là ám ảnh. Bởi vì là cứ đến bữa cơm ấy thì mình với cả chồng mình phải ăn cơm trước, sau đó thì một người bế con này, còn một người đút cho con ăn. Đấy, sau rồi còn phải mở điện thoại, mở tivi, rồi là trò chơi, rồi là làm đủ trò luôn để cho con ăn. Thế nhưng mà con vẫn không chịu hợp tác. Nó dãy giụa này, rồi phun cơm, nhả cơm này, rồi gạt tay bố mẹ ra, tức là làm đủ trò để không phải ăn. Kể cả những khi mà mình để cho con đói lả đi để xem là con có thèm ăn không, thế nhưng mà cũng không. Đến lộ nỗi mà đói sắp lả cả người đi rồi nhưng mà con vẫn không chịu hợp tác, vẫn không hứng thú với đồ ăn. Cái thời gian đấy thì bố mẹ này rồi ông bà ai cũng cảm thấy là mệt mỏi và lo lắng cho con. Bởi vì là con biếng ăn và con không hứng thú với đồ ăn từ khi mà con bắt đầu biết ăn dặm cho đến tận cái đầu năm vừa rồi. Cái thời gian đấy thì nhìn con thấp còi hơn với các bạn cùng trang lứa rất là nhiều. Đã thế lại còn hay ốm vặt nữa. Chưa hết trận ốm này ấy, trận ốm này chưa khỏi mà trận ốm khác nó đã ập tới rồi. Thực sự là quá mệt mỏi và stress luôn. Thế là mình mới lên mạng để tìm kiếm cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng đấy của con. Thì trong một lần mà lang thang trên mạng ấy, thì mình được biết đến bác sĩ tiến sĩ Lê Thị Hải của Viện Dinh dưỡng giới thiệu cái sản phẩm của Japakit. Sản phẩm Japakit này là một cái sản phẩm của Nhật Bản và bây giờ thì đã được nhập khẩu nguyên hộp về Việt Nam rồi. Và bác sĩ cũng đã khuyên, đã phân tích những cái thành phần công dụng của sản phẩm này, nên là bản thân mình cảm thấy rất là yên tâm. Thế là mới lùng sục mua về để cho con sử dụng luôn. Về nhà ấy thì mình cho pu nhà mình sử dụng đều đặn cứ một ngày 3 lần và mỗi lần 5ml. Thì đúng là quá là bất ngờ về cái độ nhạy của sản phẩm đấy luôn. Bởi vì chỉ sau có 2 ngày thôi ấy, là pu nhà mình đã cảm thấy là con hợp tác hơn với bố mẹ trong cái việc ăn uống rồi. Con hứng thú với đồ ăn hơn và cũng cảm thấy là ăn ngon miệng hơn. Chỉ tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi ấy, là có thể ăn hết suất cơm của mình rồi. Mà lại còn đòi mẹ ăn thêm rau củ quả này rồi sữa chua này. Quá là vui luôn, mừng quá luôn ấy. Tốn bao nhiêu tiền sữa này, rồi thuốc men, thế mà con vẫn lười ăn. Bây giờ chỉ dùng cái sản phẩm này có đúng 3 ngày thôi là đã giải quyết được triệt để rồi. Japakit, kích thích ăn ngon, con cao vượt trội, giải pháp số 1 đến từ Nhật Bản.